Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi Ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, đã 111 năm kể từ ngày thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân tộc. Trong hành trình đó cho đến khi thành lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bác luôn có những người bạn, những người anh em đồng chí đồng cam cộng khổ cùng Bác chèo lái con thuyền cách mạng. Thế nhưng có bao giờ anh em thắc mắc và đặt ra câu hỏi rằng liệu ngày xưa thì mọi người đi theo Bác Hồ làm cách mạng, kháng chiến chống kẻ thù có được trả lương hay không? Và cao đến đâu, anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, chứ ở đâu hình ảnh người lãnh tụ lại thân quen, ăn sâu trong tâm trí nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam ta. Với lòng trân trọng kính yêu, người dân treo ảnh chân dung Bác trong nhà, trong cơ quan, trong trường học, nơi hội họp, trên đường phố. Và hơn thế nữa, mọi người còn biết khá tường tận những bức ảnh nổi tiếng về đời hoạt động của người và coi đó là kiến thức của mình về cách mạng, về lịch sử dân tộc, là tình cảm của mình gắn bó với Bác, với quê hương đất nước. Vậy có bao giờ anh em tò mò tại sao người dân Việt Nam lại tin yêu Bác Hồ đến vậy? Và ngày trước vì sao thế hệ ông cha ta lại đi theo cụ Hồ và làm việc cho Bác hay không? Liệu họ có được trả lương không? Thực tế thì thế hệ trẻ của chúng ta không ai may mắn được gặp Bác Hồ, nói chuyện về Bác, nhưng mà hình ảnh về Bác thì thật gần gũi như chính những người ruột thịt, như người máu mủ của chúng ta vậy. Khi nhỏ đến trường thì chúng ta biết đến năm điều Bác Hồ dạy, vào đội và lớn lên thì chúng ta phấn đấu được vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, rồi cao hơn nữa là được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bất cứ khi nào, thời điểm nào, tên gọi Bác Hồ, hình ảnh về một vị lãnh tụ, người đã mở đường cho chúng ta đi, vẫn mãi sát cánh bên chúng ta, dìu dắt, động viên và răn bảo chúng ta. Còn ngày xưa khi đất nước còn nghèo, thế hệ ông và bố mẹ của chúng ta, những con người thời chiến, chọn theo cách mạng, theo Bác Hồ, có lẽ đó là vì tình yêu với Tổ quốc thiêng liêng. Và họ hiểu được Bác đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Một đời Bác vì nước vì dân nên không ai mà không yêu quý Hồ Chủ tịch cả. Hơn nữa đi theo Bác làm cách mạng cứu dân tộc cũng chẳng một ai được trả lương hay là nhận bất cứ lợi ích gì bằng vật chất. Chỉ đơn giản đó là xuất phát từ sự tự nguyện theo con đường cứu nước đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và để hiểu rõ hơn, anh em cùng lắng nghe câu chuyện sau đây nhé. Hồi còn nhỏ, tôi biết bà từng phục vụ cách mạng trước khi khởi nghĩa. Tôi mới hỏi bà, tại sao bà lại đi theo cách mạng? Có phải Bác trả lương cho bà cao lắm không? Bà tôi cười bảo, làm gì có lương, mà có lương ở đây thì là lương tâm. Bà có nuôi các ông trong phe hoạt động cách mạng nữa kìa, nhiều lúc tiếp tế rau củ phải đi đường đồi hàng cây số ấy. Mình lại hỏi tiếp, khổ như thế sao bà và mọi người vẫn làm ạ? Thì bà bảo mấy ông làm cách mạng thì tốt, mấy ông chỉ đạo và cùng thanh niên thôn bản đi đánh bọn Nhật, bọn Pháp. Thời đó thì Nhật, Pháp, chúng nó bắt siêu đóng cao lắm, chúng nó giết người nhiều vô kể. Còn thời Hồ Chí Minh thì ông ấy cho ruộng, cho các bác nhà đi học bình dân học vụ, rồi cho bộ đội canh cho cấy lúa, nó bắn máy bay đỡ cho, thế là đủ, dân được nhờ nhiều lắm. Sau này sức khỏe bà yếu, nhưng đến gần cuối đời bà vẫn không phân biệt tư bản hay cộng sản là như thế nào. Bà chỉ biết là cách mạng giúp cho nhân dân ấm no, được tự do hạnh phúc. Còn sau này tôi lại hỏi ông, ông thấy Pháp và Bác Hồ thì bên nào giỏi hơn? Ông bảo thằng Pháp nó giỏi lắm, có tài, nó có xe lửa, có đèn điện, có tàu hơi nước, nó làm được những gì mà chúng ta chưa làm được. Nhưng mà nó lại muốn dân tộc Việt Nam phải phục vụ cho nó. Thuở xưa quan người An Nam đâu được quyết định cái gì khi mà không được quan thầy người Pháp cho phép đâu. Thế thì nó coi bọn mình như là nô lệ. Còn ông Hồ, ông ta đưa người dân An Nam một cái quyền, đó là quyền tự quyết. Người An Nam làm những gì tốt nhất cho bản thân mình mà không cần phải xin ý kiến sơ này hay là ma đam nọ. Trước khi mất một năm, vào dịp 2 tháng 9, nhìn lên cờ đỏ sao vàng, ông bảo, đó là cái mà cộng sản làm được. Có ngày kỷ niệm riêng, có quốc ca riêng và có ngày lễ riêng. Chứ không cứ như buổi sáng đầu tuần, cúi đầu trước quốc kỳ Pháp và những người Việt phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Và để có nền độc lập tự do đó, chúng ta phải nhớ đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhìn về cách sống và cuộc đời của Bác, chúng ta càng thêm trân quý và tự hào về Bác hơn. Một con người, một cuộc đời, một dân tộc. Nói đến Việt Nam, bạn bè quốc tế đều biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói về người bằng tình cảm tôn trọng và khâm phục. Từ lâu hình ảnh người trong con mắt của họ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ, một dân tộc anh hùng mà ở đó con người thật hiền hòa, chịu thương chịu khó trong lao động sản xuất, nhưng cũng vô cùng dũng cảm, kiên gan trong đấu tranh giành độc lập và tự do cho chính mình. Biết về Bác, thăm quê Bác,
thăm ngôi nhà người đã từng sinh sống khi nhỏ, theo dấu chân Bác trên suốt con đường hoạt động cách mạng qua các di tích. Được nghe kể về Bác, chúng ta càng thấy kính nể người hơn và mới phần nào thấu hiểu tại sao cả dân tộc Việt Nam chúng ta coi người như cha, thờ ảnh người ở những nơi trang trọng nhất và gọi người bằng cái tên gần gũi nhất. Không ai có thể đếm được hết các vì sao trên bầu trời, bởi mỗi vì sao đó là hiện thân, là hiện hữu cho chính công lao, cho tình cảm mà Bác đã dành cho cả dân tộc Việt Nam chúng ta. Cái giản dị trong phong cách sống của Bác đã tạo nên hình ảnh về một vị lãnh tụ rất đỗi gần gũi với dân. Giản dị thôi, nhưng không hề giản đơn, bởi bên trong chính một con người giản dị đó là một trí tuệ vĩ đại, một thiên tài về nghệ thuật quân sự, một nhà văn hóa có tầm nhìn rộng. Đó cũng là hiện thân của một dân tộc có sức mạnh tiềm tàng, bền bỉ và tự lực. Một vị lãnh tụ đáng kính với căn nhà ba gian, nhà 58 khu di tích Phủ Chủ tịch, hay sau đó là một ngôi nhà sàn đơn sơ. Nếu có ai đó được biết đến các giai thoại về mấy lần chuyển nhà của Bác trong khu di tích Phủ Chủ tịch, thì còn có thể hiểu sâu sắc hơn nữa cái chất giản dị nơi Bác. Chính sự giản dị đó đã làm kinh ngạc bao vị khách quốc tế cao cấp, các nhà báo nước ngoài khi đến thăm nơi ở và làm việc của Bác. Ai đã từng vào thăm Phủ Chủ tịch và được thăm nơi Bác làm việc, tiếp khách, nghe giới thiệu về những ngày Bác làm việc ở nơi đây, thì còn kinh ngạc hơn về tấm lòng một lòng vì dân vì nước của Bác. Thăm căn nhà 67, không ai thấy bùi ngùi thương Bác. Thương Bác bởi Bác không còn với chúng ta nữa. Thương Bác bởi Bác không thể được hưởng trọn vẹn niềm vui toàn thắng của dân tộc. Càng thương Bác, ta càng thấy tôn trọng Bác hơn, yêu Bác hơn, tự hào về Bác hơn và tự hào về dân tộc Việt Nam của chúng ta hơn. Cuộc đời hoạt động cách mạng, hiến dâng đời mình cho lý tưởng cách mạng đã phác họa cả một giai đoạn lịch sử của một dân tộc từ bùn đen nô lệ vùng lên giành tự do, làm gương sáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người là kết tinh của dân tộc, là đại diện tiêu biểu nhất cho một dân tộc, là người con, người cha của một dân tộc anh hùng và kiên trung. Một con người muôn vàn tình yêu thương. Cả cuộc đời, Bác đã dành trọn tình yêu thương của mình cho đồng loại, cho dân tộc. Đó là một thứ tình cảm được thể hiện bằng chính những cử chỉ nhỏ nhất đến những hy sinh cao cả nhất. Bác sẵn sàng nhường miếng cơm ít ỏi của mình cho người khác, bớt lại từng hạt gạo giúp đồng bào qua cơn hoạn nạn. Hy sinh cả tình cảm riêng tư của mình cho cách mạng, cho dân tộc. Đó là những tính cách đã đi vào bản chất của mỗi con người Việt Nam, được tôi luyện qua lửa đạn chiến tranh, qua gian nan đời thường. Nhưng ở Bác, cái thứ tình cảm đó dường như có gì đó thiêng liêng hơn, trân trọng hơn. Không bởi một lẽ Bác là lãnh tụ của chúng ta, người dành tình yêu thương, sự quan tâm đặc biệt của mình cho các em nhỏ, các cụ già và những người tàn tật. Đúng vậy, có ai yêu như đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, và cũng chẳng có ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng các em nhi đồng. Sự quan tâm chăm sóc của Bác không phải là bộc phát, nó cứ thường xuyên, tự nhiên như là chính một thành tố cố hữu tạo nên tính cách của một con người. Ở Bác có cả một biển cả tình yêu bao la không bao giờ cạn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dành tình yêu vô bờ bến của mình cho nhân loại, cho nhân dân. Người còn là một nhà thơ. Thơ của Bác có tình yêu thiên nhiên, nhưng phảng phất trong từng vần thơ đó là một tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc khi xa. Là một tinh thần thép, lạc quan và thành công tất yếu của sự nghiệp cách mạng. Có ai ngắm một bông hoa nở cũng một dạ nghĩ về sự nghiệp giải phóng dân tộc. Có ai bị gông cổ, xích chân, lê bước trên đường dài mệt mỏi mà vẫn có thể hát ra được những câu thơ lạc quan và yêu đời. Phải có một tinh thần, phải có một ý chí, một nghị lực và trên hết là phải có một tình yêu. Tình yêu đó dành cho ai, tất cả chúng ta đều biết. Một con người, một tư tưởng lớn, chất giản dị trong bộ quần áo nâu, đôi dép cao su đã làm nên một anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, một nhà tư tưởng lớn, cả thế giới đều biết đến đó. Và chúng ta tự hào về điều đó. Sự vận dụng các lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin một cách linh hoạt, sáng tạo và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Sự khéo léo trong kết hợp sức mạnh các bộ phận dân tộc, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sự khéo léo có tầm nhìn xa trong giải quyết các mối quan hệ quốc tế, mối quan hệ với các nước láng giềng hay với các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Tất cả những cái đó được hội tụ trong con người Hồ Chí Minh. Thực tế tuyên truyền, vận dụng và đúc kết các vấn đề về tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta lại lần nữa chứng minh chất vĩ đại trong con người Bác. Anh em thân mến, Bác Hồ, cái tên gọi thật đỗi thân thương, gần gũi. Bác Hồ, một tư tưởng lớn trong một con người giản dị. Bác Hồ, vị lãnh tụ của chúng ta, là kết tinh văn hóa của cả dân tộc Việt Nam. Bác Hồ, người mãi mãi cùng chúng ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những video.